Không chỉ có người dân thành phố Đà Nẵng, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong 2 tháng vừa qua đã khiến hàng triệu người lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người đã bị giảm sâu thu nhập hoặc là mất hẳn việc làm. Trước tình hình đó, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chi gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng để giúp đỡ những đối tượng này vượt qua sự khó khăn. Đặc biệt, công tác giải ngân gói hỗ trợ lần này đã được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhanh chóng. Tới thời điểm này, thành phố đã hỗ trợ trên 60.000 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chị Cúc quê Quảng Ngãi, bán vé số tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi dịch bùng phát, thành phố cấm các hoạt động vé số và hàng rong. Cuộc sống của chị vốn đã khó, nay càng khó hơn. Là đối tượng được hỗ trợ từ gói 900 tỷ của thành phố Hồ Chí Minh, chị rất xúc động khi được nhận 1.500.000 đồng để trang trải những ngày khó khăn này. Tôi lãnh được 1.500.000 thì nói chung là cũng mừng lắm rồi. Chứ giờ làm bây giờ không có gì làm hết trơn, không buôn bán được, ngoài đường bây giờ đi ra ngoài cũng không được. Với bà Lụa, một lao động tự do khác, nhận được tiền hỗ trợ kịp thời vào lúc này đã giúp bà giảm bớt khó khăn. Khoản tiền dù ít nhưng bà cũng chia 5 xe 7 để gửi về cho con. Bây giờ nhà nước hỗ trợ cho thì vợ chồng vừa ăn là vừa gửi về trang trải và gửi cho con. Để tiền hỗ trợ đến tay những đối tượng này không bị chậm trễ, chính quyền các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, rồi đến tổ dân phố, tiến hành rà soát lên danh sách và ưu tiên cho nhóm đối tượng không còn thu nhập được nhận tiền hỗ trợ trước. Đa số là các trường hợp này là ở quê vô sống và đăng ký tạm trú, là người ta không có cái rất là khó khăn, không có cái thu nhập. Thì phường đã sẽ chọn cái những trường hợp này là ưu tiên bán vé số, rồi mua bán ve chai, rồi chạy xe ôm. Không phải làm đơn, chỉ cần người dân tới cơ quan ủy ban dân phường thông qua cái hệ thống ở cơ sở là khu phố tổ dân phố, người dân kê khai, sau đó khu phố tổ dân phố sẽ chuyển danh sách về phường và phường tổ chức họp thẩm định, có mời tổ trưởng tổ phó khu phố tổ dân phố họp cùng thẩm định. Sau khi là thống nhất rồi thì tiến hành chi thôi. Phải kịp thời, phải công khai, phải đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách. Khi hồi xưa là người lao động phải làm đơn, còn bây giờ không cần thiết. Tính từ ngày 6 tháng 7 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho trên 40.000 lao động tự do, 20.000 người bán vé số dạo trên địa bàn. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng trên một người. Từ gói an sinh 886 tỷ đồng vừa được thành phố triển khai trong đợt dịch thứ tư này. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có 230.000 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được thụ hưởng gói hỗ trợ lần 2. Thưa quý vị và các bạn, sau gói an sinh 62.000 tỷ đồng hồi tháng 4 năm ngoái, chính phủ tiếp tục ban hành gói hỗ trợ thứ hai với tổng kinh phí lên đến 26.000 tỷ đồng trong bối cảnh sau 1.5 năm, Việt Nam phải đối mặt với 4 làn sóng dịch bệnh COVID-19. So với gói hỗ trợ trước đây, trình tự, thủ tục sẽ được đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để người dân và các doanh nghiệp tiếp cận được một cách sớm nhất. Theo đó, thì thời gian nhanh nhất là 4 ngày để chi trả tiền mặt cho nhóm hướng dẫn viên du lịch và chậm nhất là 14 ngày để chi hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động. Theo quyết định 23, từ ngày 8 tháng 7 năm 2021, người dân và người sử dụng lao động có thể tiếp cận gói 26.000 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với điều kiện giảm 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết từ 25 ngày rút xuống còn 5 ngày. Đối với gói hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề, thủ tục giải quyết trong vòng 14 ngày. Doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc sẽ được giải quyết trong vòng 9 ngày, bỏ điều kiện chứng minh doanh thu hoặc tài chính doanh nghiệp. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, thời gian giải quyết trong 6 ngày. Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tối đa 5 ngày các cấp phải giải quyết xong để tiền hỗ trợ đến tay người lao động. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế, quá trình các cấp xét duyệt chi trả tối đa là 4 ngày. Viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch sẽ giải quyết trong 4 đến 5 ngày. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế,
dừng hoạt động 15 ngày liên tục trở lên để phòng chống dịch theo yêu cầu của nhà nước, cần 9 ngày để các cơ quan đơn vị thẩm định và chi trả tiền. Vâng, có thể thấy là đại dịch COVID-19 đã làm cho nhiều lao động bị mất việc làm, tạm nghỉ hoặc là nghỉ giãn việc và giảm thu nhập. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thì họ phải ngừng hoạt động hoặc là hoạt động cầm chừng. Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng lần này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đến được tay của người lao động một cách sớm nhất có thể để giúp cho họ ổn định cuộc sống. Kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay, dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát, doanh nghiệp này đã cắt giảm 50% lao động. Số còn lại cũng sản xuất cầm chừng để duy trì hoạt động. Mong muốn của người lao động và doanh nghiệp được tiếp cận chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí cũng như hỗ trợ người lao động phải nghỉ việc. Trong thời gian qua về cái dịch Covid này, nó cũng giảm đi việc làm rất là nhiều. Anh em phải nghỉ luân phiên, dịch bệnh đơn hàng nó ít, thu nhập từ đồng lương nó được ít ỏi, mà được sự hỗ trợ của chính phủ thì cũng rất là mừng. Gói 26.000 tỷ đồng với 12 chính sách hỗ trợ bao phủ những người dân, người lao động, doanh nghiệp bị tác động ảnh hưởng trực tiếp trong làn sóng dịch thứ tư. So với gói an sinh xã hội trước đó, thủ tục hành chính giảm tới 2/3. Với mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng đến 3 triệu 710 nghìn đồng thì là một cái mức hỗ trợ mà tôi cho rằng là rất là phù hợp với cái bối cảnh điều kiện này, khi mà nguồn lực quốc gia cũng còn đang nhiều khó khăn và cả nước đang phải cùng nỗ lực để gồng mình, để căng mình để tiếp tục chiến đấu với lại COVID-19. Và tôi cũng nghĩ rằng là bản thân từng người công nhân lao động cũng sẽ hết sức là chia sẻ với lại doanh nghiệp cũng như là chính phủ trong cái bối cảnh khó khăn này. Bây giờ cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cùng nhau phải bắt tay vào làm đó là phải thực hiện được các biện pháp để phòng chống COVID một cách hiệu quả, sớm đẩy lùi rồi kiểm soát COVID, để khi mà sản xuất quay trở lại bình thường thì chắc chắn lúc đó thì đời sống rồi thu nhập của người lao động sẽ tốt hơn. Chưa bao giờ chúng ta đơn giản hóa về thủ tục như vậy, rút ngắn thời gian như vậy, thế và giảm bớt toàn bộ những hồ sơ thủ tục liên quan để đảm bảo một mục tiêu là triển khai cái gói này nhanh nhất, đến người dân nhanh nhất, đến người lao động nhanh nhất và tăng cường cái hậu kiểm. Nếu triển khai chậm là chúng ta có lỗi với dân. Nếu để xảy ra thất thoát tiêu cực thì chúng ta có tội với dân. Với tinh thần ấy, tôi tin rằng là gói kỳ này chúng ta triển khai sẽ có hiệu quả. Chậm giải ngân, chậm các thủ tục để nguồn tiền đến được người lao động không chỉ có tội với người dân, mà đó là sự vô cảm, vô trách nhiệm trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay. Vì thế, ngoài việc giao nguồn tiền cho các địa phương, các bộ, ngành cũng nên có các chế tài xử lý trách nhiệm để xảy ra chậm trễ. Có như vậy, người lao động mới có thể nhận được kịp thời nguồn hỗ trợ này. Vâng, có thể thấy là người lao động của chúng ta đang mòn mỏi chờ đợi những sự hỗ trợ đến từ nhà nước và chính quyền. Tại thành phố Đà Nẵng thì những lao động phổ thông nghèo, họ phải kiếm cơm hàng ngày để nuôi sống gia đình, vốn đã khó khăn giữa đại dịch, giữa cuộc vật lộn mưu sinh của họ thì càng chật vật hơn rất là nhiều. Họ đang từng ngày từng giờ chờ đợi gói hỗ trợ an sinh xã hội 26.000 tỷ đồng của chính phủ. Hàng ngày, cứ đúng 6 giờ 30 sáng, ông Dịnh, người đàn ông bị tật ở chân, lại đến góc đường quen thuộc, bày sạp vé số để bán. Cả gia đình với 4 miếng ăn nhà ông Dinh chủ yếu phụ thuộc vào quầy vé số, nhưng dịch bệnh đã khiến thu nhập giảm đáng kể. Khó khăn vì đại dịch thật sự đã thấm thía với ông. Kia thì không có dịch thì bán một ngày cũng kiếm được 50-60 ngàn, nhưng mà bây giờ dịch ngồi cả ngày bán được mấy tờ vé số vì người dân lộn không ra tiền, người dân không mua. Do đó người bán vé số, người khuyết tật yếu thế trong xã hội gặp vô vàn khó khăn nhưng mà phải chịu đựng thôi. Đây đã là lần năm Đà Nẵng bùng phát dịch. Cùng với nỗi lo không biết khi nào dịch kết thúc, những người lao động tự do đang rất lo về sinh kế. Do công việc của họ là kiếm sống qua ngày, khi dịch bùng phát thì ngay lập tức thu nhập sẽ mất đi. Vì thế khi được tin về gói hỗ trợ an sinh mùa dịch 26.000 tỷ đồng của chính phủ, họ là những người trông chờ nhất. Thật ra cái tuổi anh cũng lớn, mình làm thế mình cũng biết làm gì giờ, nó ra xã hội nhân thật cũng ai chẳng hay. Được cái gọi hỗ trợ đó thì giúp cho người dân, người lao động tự do như tuổi anh
nó đỡ thoát được cái những hàng ngày để trang trải hàng ngày cho cuộc sống, càng sớm càng tốt. Có gói hỗ trợ thì là không những bản thân thân chú mừng mà tất cả ai cũng mong mỏi cái chuyện đó, mà riêng chú là chú rất là mong, vì đang chú đang cần tinh thần mình đang gặp khó khăn, ví dụ như mình thiếu hạt muối mà tự nhiên có muối là mình thấy là ngon rồi, ví dụ như mình thiếu nước mắm mà tự nhiên thấy có nước mắm là ngon quá rồi đó. Thành thử là cái nói chung là nếu mà có gói hỗ trợ thì là trang trải bớt, giải quyết bớt một phần khó khăn. Các hoạt động xã hội ở Đà Nẵng vẫn đang trong trạng thái phòng dịch và cũng đã kéo dài nhiều tháng nay. Thế nên sự mong ngóng khi nghe tin gói hỗ trợ 26.000 tỷ được triển khai cũng rất lớn. Tuy nhiên, đến nay thì Đà Nẵng vẫn chưa triển khai gói hỗ trợ này. Vâng, những con số rất đáng phấn khởi, nhiều người đã rưng rưng hạnh phúc khi cầm tiền hỗ trợ trên tay. Với họ, đây không chỉ là sự khích lệ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn cùng với thành phố Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đây có lẽ là một điểm sáng để chúng ta cùng kỳ vọng vào gói hỗ trợ lớn hơn từ chính phủ sẽ được thực thi trong thời gian sớm nhất. Cũng cần phải nói thêm là so với nhiều quốc gia phát triển, thì các gói hỗ trợ an sinh xã hội của Việt Nam cũng không hề thua kém về độ bao phủ. Tuy nhiên trên thực tế, từ chính sách đến thực thi thì luôn có khoảng cách. Doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là lao động tự do, rất khó tiếp cận các gói hỗ trợ này. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay thì chắc chắn người lao động, người sử dụng lao động sẽ vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt là người lao động ở những lĩnh vực bị ảnh hưởng sâu suốt thời gian qua như là du lịch, giao thông, vận tải, hàng không, lao động tự do. Do đó, sự hỗ trợ nhanh, kịp thời của nhà nước, của cộng đồng đến tay người dân lúc này là điều vô cùng cần thiết.